cận cảnh không gian biệt thự 25 tỷ đồng của nghệ sĩ Hồng Tơ tại Sài Gòn. Từ ngày cưới Kim Loan về làm vợ, Hồng Tơ như cá gặp nước, như diều gặp gió, vận may từng bước mỉm cười với anh. Từng mất trắng bao nhiêu căn nhà, của cải, đất đai vì cờ bạc, nhưng giờ đây danh hài mua được mảnh đất 100m², cất lên ngôi nhà 3 tầng màu tím khang trang ở quận Tân Phú. Ngoài nguồn thu nhập chính đều đặn từ quán cà phê, vợ anh còn bán hàng quần áo online. Anh thỉnh thoảng vẫn nhận show đi diễn. Dù show nhỏ, nhưng với Hồng Tơ, làm để vui và khỏi nhớ nghề là chính. Tiền bạc là phù du, bởi hạnh phúc với anh bây giờ là vợ và con gái. Đối với người nghệ sĩ trải qua quá nhiều thăng trầm và biến cố như Hồng Tơ, hiện tại này giống như một giấc mơ. Ở tuổi 60, Hồng Tơ an nhàn sống cuộc đời bình yên bên vợ trẻ và con thơ mà không phải nặng gánh kinh tế như một số đồng nghiệp khác cùng thời khi đã qua bên sườn kia của con dốc danh vọng. Ngôi nhà màu tím trị giá 25 tỷ đồng của vợ chồng danh hài Hồng Tơ. Bên trong tầng trệt ngôi nhà cũng là nơi vợ chồng Hồng Tơ dùng để làm kinh doanh cà phê. Số tiền này giúp vợ chồng anh trang trải cuộc sống hàng ngày một cách thoải mái. Trên lầu là nơi sinh hoạt của cả gia đình ba người. Qua khỏi cầu thang là phòng thờ, đây cũng chính là phòng sinh hoạt chung của cả nhà. Ở đây bày biện rất nhiều đồ cổ, đặc biệt là hai bộ ghế trường kỷ với tuổi thọ cả trăm năm cùng nhiều đồ cổ quý giá. Bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ và bàn thờ Phật Bà Quan Âm được gia chủ sắp xếp chỉnh chu và kỹ lưỡng. Phía bên trái, Hồng Tơ cẩn thận treo năm chữ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín để nhắc nhở mình phải sống sao cho đúng. Kế bên phòng thờ là phòng của con gái Hồng Tơ. Cô bé tên Kim Cương và từ nhỏ đã tỏ ra có năng khiếu về hội họa. Thấy con gái vẻ đẹp, danh hài mua khung về treo lên. Phòng ngủ của hai vợ chồng nằm ngay bên cạnh. Đây là nơi vợ chồng anh thường tâm sự nhỏ to những chuyện buồn vui trong cuộc sống, những lúc ngọt ngào hạnh phúc và cả những khi cơm không lành, canh không ngọt. Trong phòng treo bức ảnh lớn gia đình nhỏ của anh. Chỉ nhìn bức ảnh này, danh hài nói, đây là tài sản quý nhất của đời tôi. Trước khi đến với Kim Loan, danh hài từng có vợ và con cùng một quá khứ khiến cô sốc lên sốc xuống. Hồng Tơ cũng từng có 4 năm chung sống với một người phụ nữ khác, nhưng giữa họ không có con. Sân thượng có một chiếc chòi lá đậm chất miền Tây Nam Bộ. Bên ngoài sân thượng đặt rất nhiều cây cảnh và cũng là nơi Hồng Tơ nuôi gió, gà, chim kiển kết hợp trồng rau sạch. Trong chòi lá là những bộ nồi đất, chén dĩa kiểu cũ, đặc rệt miền Tây. Đó là cách để Hồng Tơ được sống gần với quê mình. Danh hài đặc biệt thích nuôi chim kiển, trong nhà anh lúc nào cũng líu lo tiếng chim hót. Thế nhưng vợ con mới là tài sản quý nhất ở tuổi 60 của Hồng Tơ.